Ngày hôm nay mình sẽ là làm lại video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Để tô màu xanh cho các. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn.
Như vậy video có kết thúc nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại.